Làm gì? Bọn con tới gặp ông để cho ông quà Tết, có cho gạo ông ăn được không? Hả? Cho gạo ông biết ăn không? Ôi, không ăn gạo thì ăn gì nữa? À, không ăn gạo thì ăn gì? Bây giờ mất không thấy cả cất cũng ăn đâu. Cứt cũng ăn á? Đó. Rồi chào các cô bác anh chị, thì hôm nay bây giờ trong cái cuộc hành trình thì lại tiếp tục đi thăm một cái hoàn cảnh khác. Thì được biết theo mọi người giới thiệu thì một cái người đàn ông này cũng khi mà cưới vợ thì cái cô vợ đã lừa tài sản của ông ấy và bỏ đi. Thì ông ta đâu cũng có một vài người con gì đó, mình cũng không nhớ rõ. Đây, chắc đây rồi ta. Đang trên đường tới. Chào bác. Dạ, có mùi thế này phải không? Không có mùi đó. Vâng. Lối này hả bác? Cái nhà thứ hai á. Vâng, ông mắt mù là ông bị sao ấy chú? Hả? Ông ấy có vợ con gì không? Có con trai với đứa cháu. Dạ. Còn có vợ con gì không chú? Không. Ừ. Bây giờ nhà được 3 con. Vâng, rồi thôi con đi nhá. Chào chú ạ. Đây phải nhờ các anh em giới thiệu thì mới mò đến được. Wow. À, chào ông ạ. Hả? Chào ông ạ. Thôi, đại lắm. Ông không thấy đường à? Thấy mà thế này. Thấy mờ mờ. Thấy đâu mà thấy. Thấy đâu mà thấy. Không thấy. Không thấy, nghĩa là không thấy. Ông ở đây với ai không? Với con là... Các con của ông đâu? Hả? Các con của ông đâu ông? Đi... Chắc đi đâu? Đi từ chơi rồi. Đi chơi rồi á? Đi từ trưa không biết đi đâu lắm. À đi từ trưa rồi mà chưa biết đi đâu. Làm gì? Bọn con tới gặp ông để cho ông quà Tết. Có cho gạo ông ăn được không? Hả? Cho gạo ông biết ăn không? Ôi, không ăn gạo thì ăn gì nữa? À, không ăn gạo thì ăn gì? Bây giờ mắt không thấy cả cứt cũng ăn đâu. Cứt cũng ăn á? Mắt không thấy là... Không thấy thật ra đây mày nào. Thôi bây giờ con bóc bánh cho ông ăn nhá. Hả? Mắt không thấy là... Không thấy thật ra đây mày nào. Thôi bây giờ con bóc bánh cho ông ăn nhá. Hả? Ông ăn bánh nhá. Cái gì mà no được cho là... À cái gì ngăn thôi, hôm nay tụi con tới để biếu ông quà đây. Ê, có cái gì cái... Đây em Cường sẽ bóc bánh cho ông ăn nào. Ông bảo là gì... Cứt, mà... cứt cũng ăn đó. Mà bây giờ không ăn cứt mà ăn bánh nhá được không? Ông. Thế là nhà đi. Thôi ngồi ngoài thôi. Vào nhà bây giờ tài sản quý giá rồi, bị mất cái bọn con sợ lắm. Cái gì đó, không có cái gì đâu. Không có cái gì đâu á? Nhà trắng tinh rồi. Nhà trắng tinh, nhà này được nhà nước xây cho. Nhà này nhà nước xây cho. Nhưng mà con dâu á, là vay xong rồi bán là cắm bìa ngân hàng. Lại bỏ đi luôn, à. Đi theo thằng khác để đấy. Con ở nhà, mà con ở nhà thì lại có vấn đề. Cường bóc kẹo, Cường bóc. Làm cái thể... Ông kể nha. Con kẹo này. Mời ông, đây là kẹo ông nhá. Ông ăn đi, ông cho mồm thế nào. Đây là thôn gì Hải Lâm. Thôn 16. Thôn 16, xã Trúc Cà Long. Dịch cho cái này, nhiều lúc ông nói không nghe. Chú ơi, chú đứng cạnh đây, Cường bóc cái kẹo để chú ngồi cạnh, chú ăn cho ngọt giọng cái. Chú ngồi xuống chú. Đây mời chú biết ăn kẹo này không?
chú ăn đi, chú ăn cái đấy đi. Gạo của ông nữa nhá. Nhiều lúc ông nói không hiểu tiền này. Cho chú ơi, cho kẹo đi. Bóc kẹo nữa cho ông ăn. Ông thích à? Ăn ngon không? Rồi rồi. Tên bạc cho ông mấy đồng đi, kéo đây. Kéo này. Ông đâu thấy đường mà tiêu tiền? Thấy nó chỉ đi, thấy bây giờ đi. Một tí nữa tôi đi khắp mấy một chỗ, nó mới ngồi một chỗ. Thật ra tiền có biết là tờ bao nhiêu không? Hả? Không thấy. Thấy thì nói chuyện nào nhau, nói bây giờ kết bao mồm đã thấy không? Chẳng thấy. Ê, vợ ông đâu? Ôi, đi lâu rồi. Mấy chục năm rồi. Được 30-40 năm. Bây giờ ông bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay 70 rồi. Giờ có bà 69 tuổi giới thiệu cho ông chịu không? Ôi, bà có bà bây giờ là chết rồi á. Có thì giới thiệu cho ông. Ông bà ấy, bây giờ nói chuyện có bà thì nói chuyện làm gì nữa? Có là có lấy không? Bây giờ cầm mặt cầm thế này, cái tay cứ lắc thế này, nó là còn làm gì nữa? Gãy lưng cho bà ấy. Ôi. Cái mồm, thí dụ thì người ta thì, ăn thịt thì mình ăn muối à? Mình không có được khẩu chiếu. Vậy sáng nay chú đây nó còn dần lại bán này. Thằng con lúc nay lang thang ngoài đây đi đâu rồi? Mày đi được một lúc đấy à? Mình gọi em mới về được không anh? Hả? Không có số, gọi em bây giờ đi một lúc nó, về. Nó có điện thoại đâu mà gọi. Bây giờ đi một lúc về. Ông này là ông ở đây từ khi nào anh? Những lúc vào có bị mù này chưa? Chưa. Để sau lâu mới mù được năm ấy. Vì sau nó từ trước vào nó còn sáng mà thấy đường đi, nó còn đi làm việc nhiều, nhưng mà về sau. Bây giờ bảo cũng năm đây là. Có con dâu về không biết. Bảo là ông mấy được 4-5 năm đây này. Bị cái gì, cận thị cái gì. Thế là từ đứa con dâu nó đưa đi bệnh viện Thiền Hạnh ấy. Thế là từ đó về mù vĩnh viễn luôn đến giờ. Mù một cái mạng đi. Bóc độc thủy tinh thể chắc. Một cái mạng chế thì không thấy. Đúng rồi, chứ không phải mù bóng sinh hả? Tức là trước là vẫn thấy đường, sau đường. Này thì... Thấy ơi. Vậy là bốc xài. Bây giờ mới có được 4-5 năm mới có mấy. À đó. Không bóc được một thời gian sau nó lại bị mổ lại mổ cườm ấy. Nhiều người... Mẹ cắm bóc làm cẩn thận không bị? Không, cái... Chờ đi khám lại là làm lại được không? Không được. Bây giờ mổ cái màng ra là thấy cái mắt nó chảy cái máu ra là không được rồi. Rồi, tức là không được rồi, đúng rồi. Chảy. Từ đi viện về tức là từ đấy mù vĩnh viễn luôn. Là không thấy hết đâu. Nếu không đi thì lại không được gì. Thì hôm nay... chắc khả năng không đi thì lại không có việc gì ấy. Không đi có khi còn mắt còn thấy mờ, còn đi thì thấy là đi là thấy thua luôn, không nhìn được nữa. Ở ngoài ngã tư mới biết nhà mẹ thằng con nhà đó nhà tình táo không tuần nhà. Bà ấy cũng bị. Ông ăn kẹo nữa không? Có nữa. Đây, chú bóc ra cho. Chú xin chú ra. Hả? Sao không? Có tên này đâu trong hết đó, để không về thêm cái gì ăn rồi chả có gì hết rồi. Chán thật. Có tiền mà ông có đi tiêu được không? Sao không được. Có tiền này đưa cho con cho cháu đi. Nghe. Xin tiền. Không thấy là cái điều kích thích đất. Cái này lành tanh ở trong giường rồi. Đi đâu nữa? Chả kết tôi đi đâu hết rồi. Bây ông dẫn con tham quan nhà ông nữa không? Không. Hả? Ông dẫn con xem nhà ông nữa à? Ồ, sao không đi được sao được. Bây giờ cứ ra đây sống đường này tí là mua là không thấy bác nói cửa thấy ý là mở cửa cho các chú ngoài xem nhà nào ông dẫn rồi ông mời uống nước nước không có nước đâu, nước không có nổi. Có tiếng không? Hả? Có tiếng không? Tiếng sách vào cho tiếng sách vào chưa, tiếng sách vào chưa? Vẫn nhớ đấy, nhớ gạo đấy. Sách được ông sách. Nhớ nó đi quen
Sao quần tụt cả đất rồi? Lấy cái dây buộc lại. Không có cái quần đó trắng vậy là cả. Có cái dây để buộc lại. Có cái dây của có cái dây, dây để buộc lại dây giày làm thắt lưng ra. Cái dây thắt dây an toàn lại, không có giao thông bắt đấy. Không có là hở cái bộ máy chiến lược ra là nguy hiểm lắm ấy. Lên hình đâu có được đâu. Bây giờ lại không biết ăn nó. Đây ông già mù sống trên thảo nguyên nhá. Đấy cũng dò dò cái gậy. Có giường ở đây, có giường ngủ đi. Giường trong bếp này. Vào đi có giường đi. Có giường á. Ông mời vào nhà chính. Vào đi có giường á. Không. Nhà chính thì vào ông một cửa. Ông mở cửa nhà chính xem nào. Ôi có gì đâu. Bây giờ có vàng bạc gì không cho con mượn nào. Có cái ô tô đang cắt trong nhà chứ có gì đâu. Đấy ông mở cánh cửa cái ra nữa đi. Mời vô nhà đi ông. Nhà có tivi. Ông đi vào nhà đi ông. Ôi xa thấy hết ạ. Thế ai ngủ ở dưới này? Đây nhà có cái tivi. Đây có cái xe đạp này. Trong này còn cái giường nữa. Ô thóc nhiều quá. Cho mượn thóc về nhà ăn thôi. Trên này còn ông ngủ dưới cơ. Nhà nhiều thóc lắm, không cần tiền đâu. Mày bảo phấn ơi, xin lỗi xin lỗi. Cả năm này không được xu nào hết rồi, hỏi cái chú này coi cả năm không bán được một lô nữa. Cả năm không bán để dành đúng không? Không đấy, chắc này đấy mày. Bác là ở dưới này, đây nói bộ này. Ở dưới này 300-400 mét vuông bây giờ một hết rồi. Dạ, cái nhà này là người ta tặng. Hả? Nhà này ai tặng hả bác? À, cái tivi này. Tivi người ta tặng. Còn sao nhà ông nhiều thóc thế? Tivi này là con cháu ngài cho đấy. Tivi là con cháu ngài cho đấy. Con cháu bác. Con cháu cho. Con cháu cái con của ông bác cho đấy. Vâng. Có đâu, xin lỗi không có gì. Đâu, không có gì đâu. Rồi sang cái phòng này, ông ơi, sang cái phòng bên cạnh. Có. Đây là bếp á. Là cái giường. Thôi bây giờ mua cái gì vào cho ông chứ giờ đưa tiền ông đâu xài được. Ông ơi, rồi bây giờ con hôm nay con từ trên Sài Gòn xuống, con đi cùng với các anh em ở Đắk Lắk. Giới thiệu được hoàn cảnh của ông thì con mang món quà của gia đình chị Trang Trần, chị Hà Ly và chị Lily Thạch Nguyễn. Đây là cái phần quà Tết này, gồm có là gạo này, kẹo này, bánh này, rồi mắm muối. Thế bánh chắc Cường bóc ra luôn đi, bóc cho ông ăn thử. Không phải bóc ra cho ông ăn đi, không có khi ông bảo nhiều khi không cho đồ giả hay là đấy ông bảo là nhiều khi cơm ông ăn này cái nọ cái kia ông ăn đúng không? Ông đã nói vậy. Cường cứ bóc ra đi. Anh bóc ra dùm. Bây giờ không có gì chê hết. Ờ. Không có gì chê hết. Không có cái gì chê hết. Trời, để ông ăn nhiều khi thì... Xin chú thì cho ông xin một ít tiền để... Ít tiền là bao nhiêu ông? Ít là bao nhiêu? Cho ông tí chú thì... Cho ông ăn bánh này, ăn bánh này này. Cho ông 50 ngàn nhá. Nấu chục cái thịt bây giờ nó còn 100 mốt đó là. Xin cho một ký thịt thôi phải không? Một ký thịt là đi. Được bao nhiêu? Cái thịt bây giờ ở đây 100 mốt đó là. Thôi cho ông ký thịt mở không được. Được cái gì lo? Cho ông ký thịt mở nhá. Cho một ký thịt nhá. Cho ông mấy trăm đi. Mấy trăm là mấy trăm? Mấy trăm là mấy trăm, 100 hay 900? Cho ông 1 triệu đi. 1 triệu á? Không bây giờ cho lấy triệu không có tiền đâu giờ chỉ có 500 ngàn thôi. Xin chú đây. Cắm điện thoại đã rồi cho ông triệu. Xin chú đây cái đây xin chú thôi. Bây giờ răng con chắc lắm, răng con chắc lắm, con định là cái răng vặn bớt ra thì con đi bán mới có tiền. Một bánh ngon không? Ăn bánh đi. Xin chú 1 triệu đây.
Xin chúng một chỗ. Bây giờ 10 triệu được không ông? Kiểu là xin một chỗ đi. Không, nhưng 10 triệu có được không? Ông xin chúng một chỗ thôi cũng. À, 1 triệu thôi á. Đấy thôi, biểu ông đây, số tiền này là 10 triệu này ông này. Ông xem có đúng 10 triệu không? Cái này là có đúng 10 triệu không? Ông có bao nhiêu tiền đây? À? Bao nhiêu? Này tờ 100 đây. Không biết, ông cứ đoán đi chứ. Ông đoán xem là bao nhiêu tiền nào? Tờ 500 ông. Hai tờ đấy là bao nhiêu tiền không? Tờ đấy 50.000 thôi. Tờ 50.000 hai tờ. Cầm tiền là biết. Tờ này tờ 500 á. À, tờ biết tờ 500 luôn. Hai tờ là 1 triệu không? Thế đúng ý của ông chưa? Có rất là chú rồi cho thêm, không cho thêm đất thương cho ông già tí. Bây giờ không đi đâu được rồi. Khổ lắm. Vâng, thôi đấy. Đại khái là sống ngày nào thì được ngày nó. Thôi gửi ông số tiền 1 triệu thôi nhá. À, biếu ông là số tiền này là của. Ông có nhận được tiền rồi ông nói gì? À, được. Ông nhận được tiền ông nói gì giờ? Rồi bây giờ cảm ơn cháu tí thế có gì già rồi bây giờ. Đến lỗi đây không biết như nào, cứ biết là hôm nay sống ngày nay, ngày mai là không biết đó. Dạ. Dạ rồi, và cũng đi được rồi. Thì tôi báo ông hôm là hôm nay đây số tiền là của gia đình chị Trang Trần, chị Hà Ly và chị Lily Thành Nguyễn. Bình thường là chỉ biếu mỗi hoàn cảnh có 500 ngàn thôi. Nhưng thấy ông thì cũng mù lòa với vào trong cái khu này, thấy nó xa xôi cách trở quá thì biếu ông 1 triệu để ông tiêu. Rồi đây bánh để ông ăn. Thì ông về ông đưa tiền cho các con nhá. Đây bánh của ông nữa đây này. Rồi. Đây ông ăn đi. Rồi. Đây ông ăn đi ông. Ông cho mồm nào. Đáng quá ăn đây này. Ông ăn nữa. Đang cần nhai từ từ. Ông cứ nhai tiếp đi, ăn cho sướng đi. Đây con cháu đưa. Mấy khi có bánh này ăn, ông cầm ăn đi nào. Ông cho mồm nào. Ngon không ông? Ngon. Ngon quá nhờ. Mai ra chợ mà một ký thịt nhá. Thịt lợn con này đắt đó. Mai đâu vào á? Mai đâu vào á? Không, mai ra chợ mua chứ. Đâu vào càng được thân trong tí. Càng tốt. Khi nào cũng tí. Thôi chào ông nhá, bây giờ con đi về nhá, ông cất tiền cẩn thận nhá. Đó, thôi chúng ta cũng phải đi về thôi, mình ông trong cái căn nhà này. Cái này nhiều á? Cái đấy là dầu ăn. Dầu ăn. Rượu. Rượu ông thì muốn uống rượu không? Ồ, rượu là còn uống đây, không uống là sao rất mỏi lưng lắm. À, không uống là mỏi lưng á. Con như là cây lưng ấy, con như là ngồi á. Ngày cứ ngồi nằm trong giường cả ngày. Nằm trong giường cả ngày. Đấy hỏi cái chú này có là chú đèn đỏ có ngày cứ ngồi ra một tí là nằm thôi. Thôi thì giúp ông chút xíu cho ông gọi là có cái Tết vui vẻ nhá. Giờ con đi đây, chào ông nhá. Rồi, thưa cô bác anh chị, thì bây giờ mấy anh em lại tiếp tục lên đường đi đến thăm những cái hoàn cảnh khác. Thì hồi nãy cũng có một cái gia đình vào cũng tặng quà mà không có tặng tiền, bởi vì là thấy gia đình thì cũng còn điều kiện kinh tế cũng còn đường được một chút, tức là cũng có gà qué, tuy thì cũng bệnh tật ốm đau thật nhưng mà cũng còn có gà có bò, rồi cũng có vườn tược, nhà cửa thì cũng không tới mức rột nát và vẫn còn có sức khỏe để lao động, nên là có trường hợp thì không có tặng tiền. Thì hồi nãy gặp cái ông già mù này đó thì được bà con ở đây cho biết là trước đây khi mà ông chưa có bị mù đó thì lúc đấy là mắt kém và có đi mổ mắt, sau khi mổ mắt thì bị mù, và ngoài ra thì ông còn bị cái cô con dâu là lừa, cô con dâu lừa đảo và cắm cái sổ gỗ đỏ, sổ nhà cửa của ông, dẫn đến là lâm vào cái cảnh là nợ nần. Thầy nói chung bây giờ với cái tuổi 70 thì cũng không biết là ông sống được đến lúc nào. Thì thôi cái hoàn cảnh đó thì cũng gửi ông nó dư giả ra một chút, nó nhiều hơn những cái hộ nghèo khổ khác. Gửi ông cái số tiền là 1 triệu đồng. Ủa?
mọi người đâu rồi? Đây, đi suýt bị lạc rồi các bạn. Gửi ông cái số tiền là 1 triệu đồng để ông đưa cho con ông. Thấy bà con ông thì cũng làm lụng vất vả, đứa thì ngớ ngẩn. Đây các bạn nhìn này, đường này đi dưới này rất là lầy lội này. Nếu mà hôm nay thì trời nắng thì bụi, trời mưa thì lầy lội. Bây giờ thì còn mấy anh em đang đi đến các cái trường hợp khác. Các bạn nhìn thấy đường này đi thì trời mưa rất dễ bị trơn trượt và té ngã. Hai bên là cái cánh đồng ruộng lúa, họ đang cấy lúa. Đi ở đây thì vắng người quá, gọi là đất rộng người thưa. Thế nên là mới các bạn mới biết rằng là nếu mà về đây mà đi phát quà đó, mà phát cho những cái hộ dân sống ở trong xã đây, cũng cùng một xã thôi, nhưng mà để thông báo đến họ thì rất là khó khăn, không hề dễ dàng chút nào. Đường thì coi như là đi trò chơi mạo hiểm, giống như là đi thú nhún. Hôm nay thì thời tiết gió khá là lạnh nếu mà đi xe gắn máy. Còn các cái con đường này khi mà đi thì cũng có đoạn đi được xe ô tô, có đoạn thì ô tô không có thể đi được. Đây, chúng ta lại đi tới đây rồi. Đó, các cháu đi xe đạp, đi học